Xin giới thiệu cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay em lại gửi đến cho quý anh chị chúng ta một sản phẩm có tổng diện tích là 5 hectare và trên đất đã được gia chủ trồng 2.000 cây cao su vừa mới trồng ạ và 400 trụ tiêu đang kinh doanh, có điện ba pha, giếng, hồ nước đầy đủ và có nhà rẫy cách trung tâm của ủy ban xã, chợ, trường học cũng như là tỉnh lộ 6C, bán kính là 2,5 cây số ạ. Và chúng ta di chuyển ra đến quốc lộ 14A cũng như là thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai, ở bán kính 15 cây số nha quý cô chú anh chị. Mảnh đất này rất là bằng phẳng và phù hợp cho chúng ta trồng rất là nhiều loại cây trồng như cây ăn trái, cao su, rồi dâu tằm hoặc cây ngắn ngay đều được hết nha quý cô chú anh chị, mang lại cho chúng ta những nguồn thu nhập rất cao và chúng ta có thể là trồng la ghim đều được hết. Và đặc biệt nhất, lô đất đã có sổ hồng riêng, quý vị có thể công chứng trong ngày. Nếu quý anh chị và bà con chúng ta muốn sở hữu lô đất 5 hectare rộng lớn dành riêng cho gia đình mình ngày hôm nay thì hãy liên hệ ngay cho em để được sở hữu lô đất theo số điện thoại Zalo 0965812137 để em tư vấn kỹ hơn ạ. Và đây là hồ nước ngày hôm nay nha quý cô chú anh chị. Và nguồn nước thì rất là dồi dào rồi. Còn chất đất thì đất đỏ pha sỏi và đất đen pha sỏi nhé. Đến đây thì em cũng xin tạm dừng video tại đây. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã đồng hành và theo dõi kênh ngày hôm nay ạ.